Ông chủ ăn cái gì nào? Nó đơn giản này á, gà cá khô này, sức khỏe đâu làm việc này. Ăn vậy thôi. Dạ, trứng chiên này, cá này, rau muống xào này, canh cua rau đay này, món cá kho tộ này, cánh gà chiên nước mắm này. Cảm ơn nha. Cơm nấu nhà ăn cũng vậy, bán cũng vậy nên không phải cơm. Rồi xin phép anh Cường nhá. Rồi em dùng cơm đấy ạ. Vâng. Rồi dạ xin mời cả nhà mình. Dạ dạ. Dương xin chào quý cô bác anh chị đang có mặt trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Bây giờ thì Tuấn Dương đang có mặt ở góc phó cơ điều cắt với đường Lê Đại Hành. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ mời quý cô bác anh chị cùng đội mưa đi với Tuấn Dương để đi đến quán cơm của anh Cường Ba Cu phát cơm cho những người bệnh nhân nghèo. Thì hôm nay sẽ có một đoàn các anh chị từ Áo về cùng đi với Tuấn Dương và cũng có một vài cô bác anh chị gửi những cái tấm lòng của mình tới anh Cường Ba Cu. Thì Tuấn Dương sẽ đang tấp vào để mặc áo mưa để chuẩn bị đi xe gắn máy tới rồi gửi xe, sau đó bắt taxi để đi đến chỗ anh Cường. Rồi mời các bạn cùng đi với Tuấn Dương nhé. Sài Gòn bây giờ thì mưa quá trời mưa luôn. Đúng rồi, nhà thờ Đức Bà đang sửa đấy. Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Thì hôm nay Tuấn Dương đưa các anh chị ở bên Áo bây giờ đi đến quán cơm của anh Cường Ba Cu để hôm nay thì các anh chị sẽ thực hiện cái chương trình phát cơm. Đây lối đi vô cơm Cường Ba Cu đây các bạn ơi. Giờ mình đi vô trong đây anh chị ơi. Đây thì Tuấn Dương đang trên đường đi đến quán cơm của anh Cường đây rồi các bạn. Đây quán cơm để lấp sau đây rồi. Đi vâng, đi vô đây. Đây đây rồi, đây rồi. Rồi mình vô đi ạ. Mình vô đi ạ. Dạ. Dạ. Rồi, đây rồi các bạn ơi. Đây, thưa cô bác anh chị thì hôm nay Tuấn Dương sẽ ghé quán cơm của anh Cường Ba Cu để ăn thử những cái món ăn. Đây là món chả này, đậu hũ này. Đó, còn đây là món rau muống này. Đây rất là nhiều món ngon nha các bạn. Đây như là chả này, món đùi gà, gà góc tư này. Món này là món tôm rim với thịt này. Đây là món cá này. Ôi trời ơi, ngon quá trời ngon luôn. Đùi gà này, đậu hũ chiên sả này. Má ơi, nhìn cái đùi gà này hấp dẫn quá các bạn ơi. Quán cơm của anh Cường rất là nhiều món ngon. Là chả này, với lại thịt kho với trứng này. À, wow, đây các bạn này. Đây là món ức gà chiên này. Ôi trời ơi, nhìn ngon quá, hấp dẫn quá. Đây là cá thác lác nha các bạn ơi. Đùi gà này. Đây, mình sẽ gắp thử cái đùi gà coi này. Wow. Đó, những cái món này đôi khi đấy cũng để cho những cái bệnh nhân ăn này. Toàn những món ngon. Xem ông chủ ăn cái gì nào. Nó đơn giản này á, gà cá khô này, sức khỏe đâu làm việc này. Ăn vậy thôi. Dạ, và ngày ăn có chén không? Ngày có ăn có chén cơm thôi. Dạ. Chén cơm à? Dạ. Đây địa chỉ quán cơm của anh Cường Ba Cu là số 204 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, ở căng tin của công ty điện tử, công ty cổ phần điện tử Bình Hòa. Có cả số phone nha các bạn, 091 961 8210.
cái số tiền hôm nay á, dạ, hôm nay á là của các bạn bè, là của áo, dạ, đóng góp, dạ, cái số tiền hôm nay nếu được thì hết thì tôi cũng cảm ơn anh Cường Ba Cung đã cho phép tụi mày góp một ngày, rồi với lại anh Tiến Dương, dạ, cũng đã là cái cầu nối để hào mắng, dạ, tôi cũng không có thời gian nhiều ở Việt Nam, dạ, nên được đi liền thì là cũng quá mừng. Vâng. Và những cái lời tôi muốn nói thôi, nói rõ là cái số tiền hôm nay là do các bạn của tôi đóng lại. Dạ vâng. Tôi cũng hy sinh các bạn. Nói thật từ sinh thì không phải, tại cái ngày sinh nhật của tôi á, thì các bạn đi thì đã cho. Dạ. Đây là tôi lấy cái số tiền. Vâng. Góp vô đây thì cũng là từ các bạn của tôi. Dạ. Thì thưa cô bác anh chị, thì hôm nay Tuấn Dương có dẫn đoàn các anh chị từ Áo về. Anh là anh Quang đúng không ạ? Vâng. Anh Hùng. Anh Hùng. Đây là anh Tư Bắc. Vâng, anh Tư Bắc. Vâng, anh Tư Bắc. Rồi chị Tư. Chị Tư Bắc. Chị Hùng. Dạ. À vâng. Bà xã của anh. Dạ vâng. Rồi em cũng thay mặt anh Cường, rồi các bệnh nhân ở bệnh viện ung thư, bệnh viện ung bướu thì cũng xin cảm ơn các bà con cô bác anh chị đã quan tâm giúp đỡ rồi ủng hộ bà con mình, vì thực sự là những cái bệnh nhân khi mà bị ung thư đó là kiệt quệ về kinh tế, nói chung là chữa rất là lâu năm, nên là cái việc mà bà con phải có một cái việc mà có một bữa ăn hàng ngày cũng là một vấn đề rất là lớn, vì chi phí nhiều lắm. Thế nên là rất là cảm ơn các cô bác anh chị và cảm ơn đoàn đã hôm nay tới để giúp nấu một cái buổi cơm này. Và nói chung coi clip cũng nhiều, thấy anh ba đây thì anh cũng làm những cái việc này thì quá kính nể. Vâng. Hôm nay cũng về đây cũng với số tiền nhỏ mọn này thì cũng góp một phần tí tí, rồi đây có cái clip này thì hy vọng được mình về anh bển. Dạ. Dạ vâng, thì cũng đấy, mời anh có thể về bảo các cô bác anh chị mình cứ lên kênh YouTube mình search Sài Gòn Ngày Nay để quý cô bác anh chị biết được cái thực tế, rồi mình chia sẻ. Thì ở đây có thể là tới mình có cái địa chỉ trực tiếp của anh Cường, có thể liên lạc với anh Cường. Còn trong trường hợp mà mình anh Cường mà bận thì có thể liên lạc với em cũng được. Đó thì tùy, nhưng mà đấy thì em cũng sẽ để cả cái tên rồi địa chỉ của anh Cường để cô bác anh chị mình biết. Thì mình cũng xin thay mặt các anh chị đây thì mình cũng không hứa. Dạ. Nếu mà có duyên nữa thì mình sẽ giúp chút ít cho người mù như mẹ. Dạ vâng. Dạ. Thì các anh chị là mình sang đó là từ năm nào? Mình sang Áo từ năm 80. Đã đi từ năm 80. Thì nói chung ở đây là cũng lớn tuổi hết rồi. Dạ. Này là 64. Sáu mấy rồi. Anh dạ vâng. 64, có một đây dạ. Mình nhỏ nhất mắc dạ. 60 thôi. À vâng, 60 mà nhìn cũng vẫn trẻ, nói chung nhìn ai anh trẻ. Đi ra nước ngoài là như trẻ trẻ hơn so với Việt Nam cỡ khoảng 10 tuổi ấy. Dạ. Hai anh này 64 rồi. Vâng. Thì đây thực ra những cái phần cơm mà mình nấu cho những bà con ấy, thì nó cũng tương tự như thế này thôi. Đấy thì hôm nay cũng đấy mời các anh chị đấy cũng dùng thử. Nói chung là cơm canh rồi được như vậy là quá cảm ơn. Dạ rồi. Đấy thì các anh thấy là nhiều khi bà con mình thì cơm ăn đấy mình phát cũng tương tự như này. Mỗi chỉ có điều là mỗi người một món thôi, nhưng mà cùng một bếp chế biến nó cũng tương tự như thế. Đấy là mình ăn rồi mình cảm nhận. Rồi bây giờ thôi mời cả nhà ăn cơm. Mời anh Cường nhá. Dạ dạ. Cơm nấu nhà ăn cũng vậy, bán cũng vậy, nên mà phải vâng. Rồi xin phép anh Cường nhá. Rồi em dùng cơm đây ạ. Vâng. Rồi dạ xin mời cả nhà mình. Dạ dạ. Dạ. Em ăn em nấu chén cơm. Dạ. Vâng. Dạ. Và ăn rau nhiều hơn. Tập trung ăn rau nhiều đúng không ạ? Dạ. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Quá trời ngon luôn. Vâng. Rồi rồi. Vâng, rồi. Không rồi. Nấu sẵn. Dạ vâng. Khách tới mới. Dạ dạ. Quá nhanh này. Vâng. Quá. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn này. Fast furious này. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Mời cả gia đình nha. Mời cả nhà. Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi mời gia đình mình dùng nhá. À, cái bữa cơm này thì rất là ngon các bạn này. Trứng chiên này, cá này, rau muống xào này,
canh cua rau đay này, món cá kho tộ này, cánh gà chiên nước mắm này, dưa chua cà pháo mắm tôm thì đây đã, toàn món quốc hồn quốc túy thì đây là, đây có ớt nha các anh chị, dùng ớt thế này, có ớt hiểm này, đây chị để bên này giúp em, dạ vâng, thịt luộc, dạ rồi, vâng rồi em cảm ơn, rồi thôi ngừng đồ ăn chị nhá, không có, dạ vâng, dạ dạ, rồi. Quá trời ngon luôn. Rồi em mời các anh chị nhá. Dạ dạ. Vâng vâng vâng. Dạ rồi. Không có khách sáo đâu. Vâng. Vâng. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Có nhiều món nhưng mà nếu tính ra đọc phải như một đồng rồi. Dạ vâng. Dạ. 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 Vâng. Và đấy mua số lượng lớn nên là mới có được cái mức giá này. Vâng. Vâng. Tại vì tụi em cũng ở đây cũng ít ngày đó, nhưng mà không ngờ ngày hôm qua gọi anh Tướng Dương, anh Tướng Dương đồng ý liền thì cũng rất là mừng. Vâng. Là cho cái cuộc của mình nó thành đạt như vậy là quá tốt. Vâng. Mấy để các bác này sau này người đi đây người đi đó nữa thì. Vâng. Thì tại sao cái chuyến này thì cả nhóm đi Phú Quốc. Vâng. Sau đó thì chỉ có hai chồng này là Tây Giang Hà Nội. Vâng. Còn mấy này thì đi miền Tây, khu miền Tây. Vâng. Về chúng tôi có gặp. Vâng vâng. Coi là có rất là có duyên rồi đấy, có duyên mới gặp, dạ quá quá vui luôn. Vâng 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 vâng, đây thôi coi như cái bữa tiệc đơn giản nhưng mà không biết là bao giờ mới có cái bữa tiệc thứ hai thế này đâu, dạ với những cái món trên chính quê hương mình rồi lại đi làm những cái công việc tốt nữa, dạ. Vâng rồi thôi giờ mình sẽ tạm dừng đây, mình ăn cơm nhé các bạn.